Xin chào tất cả các bạn đến với Blog Online. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đàn cover ca khúc Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả ha. Đó, ca khúc này thể hiện một quan điểm rất rõ ràng trong tình yêu của nhân vật là yêu là phải công khai các bạn ha, không có gian gian díu díu mập mờ ha, mờ mờ ảo ảo. Đó, yêu không ai biết, chia tay cũng không ai hay luôn. Đó. Bây giờ các bạn sẽ vô bài luôn ha. Bài này được viết ở dòng mi thứ các bạn ha. Dòng mi thứ thì chỉ có một dấu thăng là pha thăng. Đó, các bạn tới nút pha này thăng lên cho mình ha. Rồi mình sẽ đàn qua câu intro các bạn nghe nhá. Intro thì mình đàn thêm một số nốt giai điệu vào, nó khác với bản gốc một xíu ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ tập tay phải nè. Mi si si la si mi si si la son la la re si hai. Mi si si ở các bạn rải nè, son si mi rải nhanh đó. Mi si si la si mi re re la si hai ba son la si re mi si si la si mi si si la son fa son la re si son fa các bạn thấy nốt láy nhỏ nè, láy nhanh nha. Son fa mi la si mi re re fa mi la son đó, khúc này thì mình đệm vô nghe cho hay. Pha mì thôi, các bạn có thể mì rồi kéo dài 4 phách. Ở chỗ kia mình để mà lót vào nghe cho nó hay hơn, nghe dài hơn. Rồi về tay trái này các bạn đàn mi thứ ha. Mi thứ gồm những nốt gì các bạn ha? Mi thứ gồm mi son si. Đó. Si thứ gồm si re pha thăng. Đô trưởng đô mi son. Re trưởng re pha thăng la. Son trưởng son si re. Đó, bài này đợi vòng hợp âm câu 2 cũng vậy ha. Rồi cách rải thì các bạn cứ rải cho mình 1 5 8. Đó, nhớ ha, đây là những cách rải phổ biến các bạn ha. Đó, phần đầu intro nhẹ nhàng các bạn chỉ cần 1 5 8 để giữ ha. Rồi si thứ thì 1 5 8 sẽ là si pha thăng si. Mình sẽ hướng dẫn cơ bản vừa vừa thôi ha. Một số bạn nói mình hướng dẫn cơ bản thôi, tại vì nhiều bạn cũng bắt đầu tập cover nên hướng dẫn chậm và đàn cơ bản thôi, đừng đàn rải nhiều ha. Các bạn nhắn tin cho mình như thế. Rồi đô trưởng sẽ là đô son đô. Đó, 1 5 8. 1 5 8 là khoảng cách giữa các nốt nhạc ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi rê trưởng sẽ là rê la rê. Rồi son trưởng các bạn rải son re son la si. Hàng dưới cũng vậy ha, mi thứ si thứ. Rồi hai hợp âm tiếp tục đô và re. Chỗ hai hợp âm mà trong một ô thì một hợp âm sẽ đi hai phách nhịp các bạn ha. Đô trưởng các bạn rải 1 2, re trưởng 1 2. Đó, rồi ở dưới mi chút là mình sẽ ghép hai tay cho các bạn. Rồi bây giờ ghép tay nè. Mi si si la si mi si si la son la la re si hai. Mi si si la si mi re re la si hai ba son la si re mi si si la si mi si si la son fa son la re si hai son fa mi la si mi re re fa mi. Đó, ô cuối các bạn đàn nè.
đó, hoặc các bạn giữ mi nốt tròn và các bạn rải mi đó, như là có hai cách để các bạn đàn kết intro ha. Cách thứ nhất là như trong siết nhạc mình soạn nè, rồi cách thứ hai đó. Cách nào nghe cũng hay các bạn ha, đó, các bạn cứ tập từ từ cho nó quen nhé. Đó, về các mẫu rải ha, à, những bạn mà mới bắt đầu học cover đó, học xong giáo trình method ro hoặc là tự học ở nhà mà các bạn chưa học hợp âm, chưa học các mẫu rải à, thì các bạn có thể mua quyển giáo trình 30 ngày tự học piano solo cover và các mẫu đệm hát. Quyển này thì dành cho những bạn đã học qua cơ bản 6 tháng tới 1 năm rồi mới bắt đầu học quyển này được nha các bạn ha. Thì nội dung của quyển này là dạy hợp âm đó, cho những bạn mà chưa học hợp âm đó. Đó, hợp âm, các hợp âm cơ bản nè, những hợp âm hay gặp, cấu tạo hợp âm nè. Đó, và sau đó là các thế bấm rải cho các điệu điệu ballad mà các bạn hay gặp nhất trong nhạc trẻ đó ha. Nhạc pop ballad nè, ballad style piano. Các mẫu rải nó phân tích cho các bạn ra các mẫu rải ha. Sau đó là các mẫu rải từ cơ bản tới nâng cao, các bạn có thể nhìn ha, nhìn qua những mẫu rải, có 14 mẫu rải từ cơ bản tới nâng cao để các bạn áp dụng đàn điệu ballad ha. Và trong này cũng có các bài tập ví dụ luôn ha, để các bạn áp dụng và thực hành luôn, sách soạn rất rõ ràng nha các bạn ha. Có những cái phần hợp âm nè, có hai phần, một phần là bài chỉ có khóa son và hợp âm để các bạn đàn rải các mẫu cover theo ý của các bạn, còn một bài là mình đã soạn sẵn, đã soạn sẵn cả khóa pha và khóa son để các bạn có thể tập theo bài soạn sẵn hoặc tập theo bài này để các bạn rải theo hợp âm nha. Đó, và các điệu đàn khác các bạn như điệu van này, slow rock này, tango đó, điệu phóc này kia đó ha, để các bạn đàn. Và trong này cũng có các phần để các bạn học về các mẫu đệm hát luôn ha, các bạn có thể học và tập trong quyển này. Các mẫu đệm hát các bạn cũng có thể ứng dụng điều này. Nhiều từ trong lặng yên, rồi từ xa nhau trong lặng thinh. Đó, trong này cũng có các mẫu đệm như vậy để các bạn tập ứng dụng vô, có thể vừa đàn solo vừa đệm hát. Rồi tiếp theo mình sẽ vô phần lời nhá, các bạn chú ý phần lời nè. Rồi tập tay phải các bạn ha. Son 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 fa son fa son. Mi son fa 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 mi fa. Hai. Son mi son si la. Son la si la son la si. Hai. Son 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 mi son la si. Si mi re re si la. Re re si la si. Hai. Son mi son si la. Rê si rê mi. Đó, câu thứ nhất ha. Ta yêu nhau từ trong lặng im, rồi cứ xa nhau trong lặng thinh. Rồi hợp âm, rồi các bạn cũng giữ 1-5-8 mi thứ. Mi si mi. Đó, bạn nhớ vòng hợp âm nhé các bạn ha. Si thứ, các bạn rải si pha thăng si. Đó, giữ cho hết 4 phát luôn. Rồi la thứ bảy, la mi son. La thứ bảy cấu tạo là la do mi son. Các bạn rải 1, 5 và 7 vì là hợp âm 7 ha, la mi son. Rê trưởng, rê la rê như cũ lại ha. Rồi son trưởng, son rê son la si. Rồi ta yêu nhau chỉ mình ta biết, các bạn rải 1, 5, 8 đô son đô rồi giữ hết 4 phách. Si thứ, si pha thăng si. Rồi mi thứ. Rồi la thứ bảy tiếp. Mi son si thứ bảy, si pha la. Rồi rải hợp âm mi thứ. Mi si mi pha son. Đó, rồi ghép vô các bạn ạ. Son 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 pha son. Son 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 pha son pha son. Mi son fa 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 mi fa. Son mi son si rải. Rồi cái chỗ son này các bạn có thể rải đô mi son.
đi hợp âm la thứ bảy này là đô mi son, thì các bạn rải đô mi son. Son mi son si la, son la si la son la si. Hai. Son 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 mi son la si, si mi re re si la si. Rồi chỗ này mình đàn nào bị sai. Re re si la si. Son mi son si la re si re mi. Đó, như vậy là các bạn đã xong được câu đầu tiên các bạn ha. Rồi qua câu thứ hai. Trông như ta là đôi tình nhân mà mấy khi giống với tình nhân. À, rồi. Son 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 fa son fa son mi son fa mi fa re si hai. Son mi son si la, son la re, re mi re si hai. Son mi son si la, son fa mi fa re si hai. Son fa mi, mi re la si re mi hai ba bốn. Đó, các bạn tập tới đó nhá. Rồi, tay trái các bạn đàn mi thứ à, cũng rải luôn à. Phần đầu thì các bạn cứ rải 1, 5, 8 nhẹ nhàng các bạn giữ. Mình vô điệp khúc thì các bạn mới rải cao trào hơn. Chút nữa mình sẽ giữ hướng dẫn phần điệp khúc ha. Rồi, si thứ cũng vậy. Si, fa, si à, đều là những hợp âm lặp lại ha. Nên mình sẽ đàn chậm để các bạn xem luôn. Son, 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 fa, son, fa, son mi son fa mi fa re si hai. Son mi son si la, son la re, re mi re si hai. Son mi son si la, son fa mi fa re si. Son fa mi, mi re la si re. Tới chỗ phôi pha các bạn cũng áp dụng mẫu ở đầu intro ha, các bạn đàn đó, các bạn giữ đủ 4 phát. Một mi này, hai ba bốn đó, lại ha, phải là phôi pha. Các bạn giữ, các bạn rải để các bạn kéo dài cái trường độ 4 phách. 2, 3, 4. Đó, hai cách ha. À, về rải kép chỗ đó các bạn cũng có hai cách ha. Tập cách nào cũng được. Rồi, vô phần điệp khúc nè. Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì? À, rồi, thì phải các bạn đàn. Mi, si, si, la, si, mi, si, si, la, si, fa, fa, re, re. La si, rồi lại ha. Mi si si la si mi si si la si fa fa re re la si. Nhịp si son fa mi, mi fa mi re, re si la son son la si. Hai. Mi si si la si mi si si la si fa 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 son la. Son mi, re mi, re mi, fa son fa, mi, re si, re mi, hai, ba, bốn. Đó, các bạn tập tới đó nhá. Đó, kết bài rồi đó ha. Như vậy là kết bài ha. Rồi, tay trái, bây giờ tay trái các bạn sẽ rải ha. Rải cao trào một chút thì các bạn rải như thế này. 1, 5, 8, 10. Đây ha. Nhớ khoảng cách các nốt nhạc ha. Một, bắt đầu nhịp nè. Mi, si, mi, si, son, si, mi, si. Si thứ, si. Si, fa, si, fa, re, fa, si, fa. Đô trưởng, đô. Chỗ nào mà hai hợp âm trong một đô nhịp thì các bạn vẫn rải 1, 5, 8. Đô, son, re, la. Rồi son trưởng, son, re, si, re, son. Đó, như vậy các bạn ha.
Rồi hàng dưới thì hợp âm cũng tương tự ha. Rồi chuẩn bị các bạn vào ghép điệp khúc ha. Mình sẽ đàn các bạn theo dõi nè. Bắt đầu ha. Mi si si la si mi si si la si fa fa re re la si si son fa mi mi fa mi re re si la son son la si hai mi si si la si mi si si la si fa 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 son la son mi re mi fa son fa mi re si re mi. Đó, như vậy là các bạn đã đàn được xong bài rồi ha, tới đó là xong rồi. Các bạn đã đàn câu giang tấu ha. Đó, câu giang tấu là hơi khó, các bạn chú ý nha. Bắt đầu mình sẽ hướng dẫn tay phải nè. Si si la si la son si son fa ha. Đó lại ha. Si la si son fa mi fa son la son mi fa re mi la si mi re hai. Rồi rải cao lên một quãng tám. Son fa re la son fa re mi fa son la re la si. À, các bạn nhìn nè, son fa re la son fa mi re ha, đó. Son fa re la son fa re mi fa son la re la si. À, rồi tập một đoạn đó ha, đoạn khó các bạn tập trước nè. Si si son fa mi fa son mi fa re mi la si mi re. Rồi lại. Hai ba. Mi re la si. Hai. Rồi đàn lại mi re si nè. Mi re si. Mi re la si nhịp. Mi re re. Mi re si. Son fa mi re mi mi re mi mi re mi mi re re la la son fa mi. Đó là câu giang tấu ha. Rồi các bạn sẽ ghép từ chỗ si nè. 2 3 mi re si mi re la si mi re re mi re si son fa mi re mi. Tấu các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn thấy cái chữ DS Encoda là các bạn tìm về cái dấu ha, dấu có cái dấu này đây. À, các bạn thấy không? Đó, cái dấu này gọi là dấu hồi tống ha. Đó thì các bạn sẽ quay về cái dấu này. Rồi các bạn đàn tới cái chỗ mà châu A rồi tu coda. Rồi bây giờ mình sẽ đoàn đàn cái đoạn coda để các bạn nghe. Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng. Đó. Rồi câu này thì nó giống ở câu trên, nó chỉ khác phần lời thôi. Mình sẽ đàn luôn các bạn nghe nè, phần điệp khúc đó. Mi si si la si mi si si la si fa fa re re mi re si mi mi fa son re re son son la si. Đó, chỗ này mình có soạn câu phiêu ha. Câu phiêu này mình soạn nha, trong bài gốc. Trong bài gốc ca sĩ người ta không có, phần điểm không có. Là phần phiêu các bạn đàn son fa re la. Đó, rồi mình sẽ ghép nguyên câu này các bạn nghe thử ha. Đó, các bạn rải, các bạn giữ nguyên này, các bạn phiêu ha. Xong xuống câu 2 luôn các bạn ha. Rồi các bạn tập phiêu là tay phải nè. Son fa re la ha. Tập nhiều các bạn ha. Rồi mình
sẽ đàn lại nguyên câu này các bạn ghép luôn ha. Mi si si la si mi si si la si fa fa re re mi re si mi fa sol re re sol sol la si hai sol fa re la sol fa re la la si mi si si la si fa 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 sol la sol mi re mi re mi sol fa mi mi re mi đó khúc cuối nè. À, khúc cuối thì các bạn đàn nó chậm lại ha. Mi re mi sol fa mi re mi đó, nhớ giữ hợp âm ha. La thứ sẽ la thứ bảy là la mi sol si thứ giữ như vậy hoặc các bạn giữ si fa đều được ha. Rồi mi lại ha. Nhìn mưa rồi nhìn mưa một lần nữa ha. Nhìn mưa nhiều lần cũng được ha. Rồi các bạn đàn lên cao một khoảng 8 đi ha. À, lại ha. À, cái kết thôi các bạn có thể giữ nguyên si mi này. Đó, kết nó nhiều kiểu lắm các bạn ha. Các bạn là tùy theo ý của mình ha, mình hướng dẫn như vậy các bạn giữ hợp âm. Thì mình sẽ chậm lại ha, để mình tạo cái điểm nhấn của bài này. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cover bài Tất cả và không là gì cả. Các bạn cố gắng đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.